Hai Long mến chào cô chú anh chị em, chào các bạn nha. Hôm nay thứ sáu rồi thì sáng giờ Long không có lên sân thượng, sáng giờ bận đi đưa hai nhóc nhà Long đi đi đăng ký học cấp 3. Một đứa đi học cấp 3, một đứa thì vô đại học, cho nên là sáng giờ bận không có lên. Cái giờ chiều lên cái trời muốn chuyển mưa rồi nè đó. Thời tiết giờ nó mưa 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 mà không mưa, mới lâm găm mà không biết mưa không nữa. Rồi cái Long lên Long làm lại nè, Long thấy có cái chậu dâu mà ăn hết trái nè, không còn ra trái nữa nè, như cái chậu bên đây đó, nó ra ngó quá trời. Đây là dâu Nhật nè, dâu Nhật Long thường trồng, giờ Long xách nó xuống rồi Long làm lại để mình nuôi ngó đó. Sẵn cái Long chia sẻ cho các bạn thích trồng dâu cùng xem luôn ha. Đây cái chậu dâu, đây là cái chậu dâu mà Long ăn hết hết trái rồi nè, thì nó không còn ra trái nữa. Nó giờ nó đang ra ngó nè, quá trời ngó luôn. Đây ngó của nó đây, thì những cái chậu dâu này á hồi còn trái á thì nó không có xịt thuốc tới giờ luôn, thì giờ nó bắt đầu lấy ngó nó rồi, thì nó sẽ xịt thuốc cho nó nha. Những cái ngó mà dư thừa như vậy nè, nó mình cắt bỏ đi, mình để thì nó mất dinh dưỡng thôi chứ nó không có tác dụng hết nè. Như cái đây, những cái ngó đằng sau đây nè, nếu như mà các bạn hiếm ngó á, hiếm giống á, thì mình có thể lấy nha, lấy những cái ngó sau đây. Mà lấy những ngó sau đây thì mình đợi thời gian rất là lâu mới cắt được cái ngó đây, tại vì nó phải nuôi nuôi cái rễ này, cái ngó này nó ra rễ nhiều rồi, cái rễ sau này, cái ngó sau này ra rễ nhiều thì mình cắt thì nó mới hỏng héo. Chứ mà cái ngó này ra rễ nhiều mà mình cắt cái ngó này nó chưa có ra rễ đủ để nó hút dinh dưỡng á, thì nó không có cung cấp nổi được cái ngó đằng sau đây á. Cái ngó đằng sau đây á nó có ăn dinh dưỡng, nó cũng nhờ qua cái cây mẹ ha, mà mình mà cắt đi rồi là cái ngó này nó chưa nuôi đủ á là nó sẽ héo nha, héo từ cái ngó này tới ngó này luôn đó. Cho nên là thường thường thì Loan hay cắt bỏ, Loan chỉ lấy một cái thôi, tại vì muốn cung cấp cái dinh dưỡng cái ngó đây cho nên là cắt bỏ. Rồi thì trước tiên thì kiểu như là mình nhổ, mình cắt bớt những cái lá già nè nó, rồi cho các bạn xem như vô trong cái mùa ngó, rồi Loan sẽ bỏ luôn cái chòi đây nè. Các bạn thấy không, cái chòi đây á, để Loan lấy gần cho các bạn xem. À, như vậy thì dễ thấy hơn ha. Như cái ngó đây, cái cây mẹ nè, rồi nó nhảy ra cái cây cây con nè, nó nhảy ra thì mình để thì nó ra, nó vẫn ra ngó, nhưng mà cái cây nó nhỏ, nó ra cái ngó chút xíu xíu đó đó. Cho nên là thường thường Long cũng hay nhổ bỏ luôn cái đa cây đây. Nếu như mình để á tới vô cái mùa mà trái á thì mình tách cái cây này ra mình trồng á thì nó vẫn ra trái, ra bông, ra trái bình thường ha. Nhưng mà Long không không để, tại vì nó mất dinh dưỡng thôi, cho nên là nhổ, cắt nó bỏ, nhổ nó bỏ luôn. Nó lá già mình cũng bỏ nè, thì nói chung thì giống như mình làm lại cái cây dâu á, rồi cho nó nuôi ngó đó. Nó rồi cái xới đất lên, rồi cỏ nó xới xới lên. Như cây đây á các bạn lâu ngày quá không thay đất cũng có thể là đổ ra, rồi lấy một lớp đất ở dưới gốc, ở dưới đít chậu á, mà nó không có dinh dưỡng thì mình lấy ra bớt một một mớ cũng được. Còn nếu mà đã thay đất qua rồi thì cho thêm phân thôi cũng được đó. Thì cách của Long hay xử lý thì làm cho nó sạch sẽ cái chậu gì, xong rồi cái bỏ phân vô cho nó xới xới lên như nè. Ở bên hông này, những cái đất này thì nó không có dinh dưỡng nữa á đó, thì đổ nó ra, nó đổ ra cho nó. Các bạn thấy nó sạch cái ngó, cái chậu không? Đó, sạch sẽ như vậy. Đó, rồi bỏ phân xuống và lấp đất lại cũng được. Còn Long hay dùng thì cái đất đây là cái đất Long đã trộn sẵn rồi nè. Trộn đây là phân bò nè, rồi cũng có cái vôi á, vôi bột để khử trùng đất á. Trộn sẵn hết trơn. Thì cái đất của Long thường trồng á là trồng rau nè, lấy ngó nè, trồng dâu, là bất cứ trồng cái gì thì trộn một một thứ giá thể thôi. Rồi tới khi mình trồng cái cây mà nó bén xuống rồi á thì mình hãy bỏ thêm phân cho nó thì tốt hơn ha. Đó. Giờ Long bỏ phân, bỏ 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 đất mà đất mới mà kiểu như là trộn phân bò vô thêm rồi nè, nó bỏ vô. Rồi những cái lá nào già quá ha, cắt nó bỏ bớt đi, để ít ít lá thôi. Cái cây bình thường mà nuôi ngó với lại để mà dưỡng cây á thì để từ 5 tới 6 lá thôi, đừng có để nhiều quá.
để từ 5 tới 6 lá thôi. Còn ngó ở đây thì nó ra ngó tới mùa rồi, ra ngó rất là nhiều luôn nè, có ba cái ngó mập rồi cái ngó ở đây nữa nè, nó cũng mập mập lắm. Nói chung là ngó mà đủ dinh dưỡng rồi thì nó nuôi mấy ngó cũng được hết. Cái cây á, cây mà đủ dinh dưỡng là nuôi mấy ngó cũng được hết, nhưng mà cái cây mà nó không đủ dinh dưỡng á, nó ra mà ngó yếu quá thì mình cắt nó bỏ đi. Đó, cái ngó đây thì nghiêm nó xuống đó, làm xong rồi mình lấy cho nó gì đây. Ngó đây cũng vậy nè, nó làm xong rồi coi, nếu mà không có mưa thì mình tưới nước nha. Đó, để trong nắp chậu thì đây nè. Rồi thì vô cái mùa đây thì chỉ rất là nhiều luôn, khi mình lấy ngó mình dưỡng cây thì Lan thường xịt thuốc cho nó nè. Thì mua thuốc thì các bạn, Lan nghĩ là các bạn cứ đi hỏi vô ở chỗ mà nông sản mà họ bán thuốc, phân rồi đó, phân thuốc bán giống cây rồi đó, vô đó hỏi là mình mua là người ta bán. Còn ở dưới quê á, thì đợt rồi Lan có về Việt Nam á, Lan hay sử dụng tới hai lúa xanh, cái bịch thuốc hai lúa xanh đó, nó trị gầy, trị chỉ nha, kiến nó hay lắm luôn. Cái bịch thuốc đó đó, nó nói chung là xịt cho lúa đó, ta kêu bằng hai lúa xanh đó. Con thấy sử dụng cái đó cũng ok lắm, mà không biết dùng lâu rồi nó có bị lờn thuốc không thì không 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 lo không rõ nha. Con mới mua về thì Lon sử dụng cái đó thấy nó cũng ok lắm đó, xịt cho nó ướt lá, phải xịt thuốc rồi xong là mình dưỡng cây thôi, dưỡng cây dưỡng ngó để mình lấy giống cho cái mùa sau đó. Rồi Lon mới vừa làm xong cái chậu đây, mới vừa kéo cái chậu này vô đây cái trời mưa xuống luôn rồi kìa, nó mưa to rồi, mưa hết lật 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 chạy vô đó. Thì hai ngày nay á, thì trời ổng mưa kiểu giống là mưa ban đêm thôi, bữa nay thì mưa buổi chiều nè, chứ hai ba ngày trước á toàn là mưa ban đêm thôi, kiểu như là buổi tối á thì hơi mưa cái là ướt đất mình khỏi phải tưới gao nó, cái trời ổng nắng nắng ban ngày ui ui mà hầm lắm luôn. Rồi bữa nay thì mưa vào buổi chiều nè, lên giờ này mưa buổi chiều. Thì hôm nay Long lên Long chia sẻ tới đây, cũng chúc các bạn ngày mới thư giãn vui vẻ, được nhiều sức khỏe nha. Con tạm dừng video ở đây, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nha. Bye bye.